thu hoạch ớt chuối mùn rối nha cả nhà. What the. Ớt chuối này là trộn đuổi gà ngon lắm bạn. Này còn mấy buồn nữa, có 2 điếm thôi. Cô hai, cô hai, lương không kìa cô hai. Bữa nào cũng lương không? Chúng ta đó đi không ạ? Ê, vô đó sâu không đó? Ông chú ơi, cắt luôn cây cho. Trúng dây điện đó. Chà, chuối là chuối già hả con hai? Chuối ngự. Giống chuối già quá à. Chặt bỏ luôn cây đi con hai. Ủa hai, ủa hai, để họ làm bè con hai. Chạy ra làm bè luôn. Rồi dẹp con hai ra dọn. Rồi sáng tiện mình chặt làm bè luôn cái nào ơi. Mình học xong là mình đi tắm xong. Chu. Ngã qua bên bên đây nè. Chết rồi. Cameraman không bắt tử luôn nha. Thôi các bạn ơi, mắc cười quá. Nãy giờ cầm mới quay á mà chưa quay nữa. Cái đây mới nhớ. Rồi xuống lụm con hai ơi, nhanh vô. Ở dưới bắp chuối, ở trên đây buồn giờ. Chú bự ra bút này có tí đây thành quả 4 cái bắp 4 bắp chuối với bùn chuối ngự nhà tôi lại còn xinh em là cô gái vàng mọi người đẹp đều khen anh đẹp trai nhân làng.